Chào mừng các em đến với kênh Hề Ly. Trong bài giảng hôm nay thì xin dặn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối chơi hước cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng thì Ly các em khá dễ hiểu, các em sẽ bấm thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 17 thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng tuyết số 1 trang 5758. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 câu E. Câu A, người ta kêu mình viết số hích hợp vào chỗ chấm mặc sàn vòng học của robot có dạng hình chữ nhật. Robot cùng các bạn đã đo và ghi lại số đo mặt sàn khoa học như sau: chiều dài là 650 cm, chiều rộng là 400 cm, diện tích phòng học robot là bao nhiêu, thì các em lấy hai số này nhân nha. Thầy sẽ tính nhắc chỗ này nha. Ghi là 650 nhân cho 400. Các em sẽ tính nhắc, tính nhận như sau. Các em viết, mình thấy đây là một số 0, với hai số 0 là ba số 0, các em viết là ba số 0 trước. Giờ sau đó thì các em lấy 4 nhân cho 65 là được. Đúng, nó sẽ nhanh hơn. 4 nhân 5 là 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 6 là 24, thêm 2 là 26. Như vậy có nghĩa là 260 nghìn cm vuông, đúng không? Giờ như vậy kết quả câu A sẽ là 260 nghìn cm vuông nhé. Giờ các em ghi xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ câu B, mình sẽ làm câu B như sau. Tính số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học của robot. Biết mẫu gạch được chọn là dạng hình vuông, cạnh là 50 cm, được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp có giá là 120.000 đồng. Như vậy là bây giờ mình sẽ tính số tiền mua gạch. Biết mẫu gạch được chọn là một hình vuông có cạnh là 50 cm, thì bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của mỗi viên gạch trước, đúng không? Như lời dạy thứ nhất là diện tích một viên gạch đây. Diện tích mỗi viên gạch đây. Viên gạch này dạng hình vuông thì các em lấy cạnh nhân cạnh 50 nhân 50. Giờ mình thấy lấy một số 0, hai số 0, các em biết là hai số 0 trước. Sau đó các em lấy 5 nhân 5 là 25. Có nghĩa là 2500 cm vuông. Giờ tiếp theo là bây giờ mình cần tính số viên gạch cần dùng để lát nền. Mình thấy là diện tích của nền phòng học sẽ là 260.000 cm vuông. Các em lấy diện tích phòng học chia cho diện tích mỗi viên gạch thì mình biết là cần bao nhiêu viên gạch, đúng không? Như vậy tiếp theo các em tính số viên gạch cần dùng để lát nền này. Như vậy số viên gạch cần dùng để lát nền này, mình sẽ lấy 260 nghìn chia cho 2500. Giờ thầy sẽ tính nháp phía này. Như là 260.000 chia cho 2500. Ở đây thì mình thấy là bên số chia có hai chữ số 0 nè. Thì các em sẽ bỏ hai số 0 này và bỏ hai số 0 này luôn. Số nó nhỏ hơn, các em dễ tính nha. Như giờ chỗ này bỏ hai số 0 còn là hai số 0, có nghĩa là 2600. Giờ bên đây là còn lại 25. Có nghĩa mình lấy 2600 chia cho 25, đúng không? Giờ mình sẽ đặt tính, giờ tính 2600 chia 25 nhé. Chia 25. Giờ lấy 26 chia 25 sẽ được 1. 1 nhân 25 là 25, 26 chữ 25 cộng 1. Hạ số 0 là 10. 10 chia 25 bằng 0, hạ tiếp số 0 nữa được 100. 100 chia 25 được 4. 4 nhân 5 là 20. Ở đây có số 0, các em lấy 20 trừ 20 bằng 0, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 2 là 8, thêm 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Như vậy kết quả ở đây là 105, đúng không? Như đây mình sẽ cần 105, 104, đúng không?
Ở đây mình cần 104 viên gạch nhé. Giờ như vậy đề bài nói là được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp sẽ có 4 viên gạch. Như mình sẽ tính số hộp hộp gạch để lát nền bằng cách lấy số này chia cho bộ đúng không? Như vậy là số hộp gạch cần dùng để lát nền này. Như vậy, số hộp gạch cần dùng để lát nền, các em lấy số này chia 4 nha. Giờ chỗ này chia một số mình chia nhẩm được. Mình sẽ lấy 10 chia 4 được 2, 2 x 4 là 8, 10 chia 8 được 2. 2 số 4 được 24, 24 chia 4 được 6. Như là 26 hộp. Ở đây đề bài nói là mỗi hộp có giá 120.000 đồng. Bây giờ mình sẽ tính số tiền mua gạch để lát nền bằng cách lấy 120.000 này nhân cho 26 hộp đúng không? Như lời giải tiếp theo là mình sẽ tính số tiền mua gạch để lát nền này. Như vậy số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học này. Để lên mặt sàn phòng học này. Đúng. Đề bài yêu cầu tính số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học. Thì các em trả lời là số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học là, nhưng mà sẽ lấy 120.000 nhân cho 26 học. Giờ như vậy các em lấy 12 nhân 26, sau đó các em khi bổ số 0 bên phải là được nha. Giờ mình sẽ lấy 12 nhân cho 26. Giờ sau đó khi bổ số 0 nó sẽ dễ tính hơn nha. 6 nhân 2 12 viết 2 nhớ 1. 6 nhân 1 là 6, khi 1 nhớ là 7. Giờ 2 nhân 2 là 4. 2 nhân 1 là 2. Giờ số 2 này hạ xuống. 7 cộng 4 11, viết 1 nhớ 1, 2 khi 1 nhớ là 3. Như là 312. Giờ các em viết là 4 số 0 nha. Như có nghĩa là 3 triệu 120.000 đồng. Như đáp số sẽ là 3 triệu 120.000 đồng. Như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 kèm theo bài. Kèm sau bản thức video thì biết kèm theo bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Giả sử 24 phòng học khác trong trường của robot cũng có diện tích mặt sàn bằng diện tích mặt sàn phòng học của robot. Tính số tiền để mua gạch lát mặt sàn của tất cả phòng học trong trường của robot nhé. Giờ bây giờ mình sẽ tính số tiền để mua gạch lát lại mặt sàn của tất cả các phòng học là giờ bây giờ mình sẽ tính số tiền để mua gạch lát lại xây mặt sàn của tất cả phòng học này. Giờ mình sẽ lấy 3 triệu 120 nghìn đồng là số tiền của một lấy một phòng học nhân cho 24 phòng thì lại ra kết quả không đúng không? Giờ hãy sẽ tính nháp phía này.
Giả như các em sẽ tính như sau, các em lấy 312 nhân 24, sau đó khi 4 số 0 mình phải được nha. 312 nhân cho 24 được kết quả bao nhiêu? Các em khi 4 số 0 mình phải là 4 nhân 2 là 8, 4 nhân 1 là 4 và 4 nhân 3 là 12. 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 1 là 2 và 2 nhân 3 là 6. Số 8 hạ xuống với số 8, 4 cộng 4 là 8, 2 cộng 2 là 4, 1 cộng 6 là 7. Như kết quả là 7488. Giờ các em thêm 4 số 0 nữa. Như vậy có nghĩa là 74.880.000 đồng, đúng không? Như đáp số sẽ là 74.880.000 đồng. Giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài. Kem xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3 thực hành đo và tính diện tích cửa giao vào và cô phòng học lớp em, giờ hoàn thành bản sao. Giờ ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Câu này các em sẽ thực hành lấy thước gia, các em đo chiều dài của cửa ra vào phòng học của em là bao nhiêu. Ở đây thầy cho ví dụ như là chiều dài. Chiều dài ở đây chính là chiều cao nhé. Ví dụ thường là khoảng 2, mấy. Ví dụ là 2,8 đi, đúng không? Ở đây hay cho ví dụ hơn chính xác thì các em phải đo mới biết, đúng không? Ví dụ 3,2 nha. Chiều rộng thì khoảng là 1,6 đi. Hãy cho ví dụ thôi nha. Giờ bây giờ mà sẽ đi tính diện tích của cái cửa phòng học của em, cửa ra vào phòng học của em thì các em lấy hai số này nhân. Giờ hãy sẽ tính nhanh phía trên này. Giờ 3,2 nhân cho 1,6 nha. Giờ 6 nhân 2 12 biết 2 nhớ 1. 6 nhân 3 18 thêm 1 là 19. Giờ 1 nhân cho 2 là 2, 1 nhân 3 là 3. Số 2 hạ xuống. 9 cộng 2 10, 11 mà sẽ biết 1 nhớ 1. 1 cộng 3 là 1. 1 cộng 3 là 4 thêm 1 nhớ là 5. Ở đây mình thấy là có 1, 2 chữ số bằng học phân, các em đếm từ phải qua trái hai chữ số, các em đặt cho phải. Có nghĩa là 5,12 mét vuông, đúng không? Ở đây trên đây là mét, mét và dưới sẽ là mét vuông, đúng không? Giờ như là mình xong câu thực hành số 3 nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng và hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.